Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần này, vấn đề biến đổi khí hậu lại được làm nóng lên tại một hội nghị toàn cầu đang được tổ chức tại Durban của Nam Phi. Nhưng tranh cãi không có hồi kết khi các nước phát triển yêu cầu nhóm các nước đang phát triển phải cam kết cắt giảm lượng phát thải khổng lồ của mình ra môi trường. Trong khi các nước đang phát triển cho rằng mình đã bị áp đặt những quy định ngăn cản tăng trưởng và không công bằng khi chính các nước phát triển đã hy sinh môi trường thì mới được như ngày nay. Nhưng tất cả có thể đều sai. Thực tế là biến đổi khí hậu không còn là chủ đề mà người ta còn thời gian để tranh cãi. Nếu ai đó còn mơ hồ về những tác hại của biến đổi khí hậu, thì lời khẳng định sẽ đến ngay sau đây. Tại ngôi làng của Kenya, biến đổi khí hậu không còn là những biến động thất thường của thời tiết mỗi năm nữa. Nó đã trở thành thủ phạm có thể giết chết tương lai của cả một thế hệ đất nước này. Trong hơn 1.000 năm, những ngư dân vẫn mang về những mẻ cá từ hồ Turkana. Đó là kế sinh nhai hàng ngày. Nhưng chỉ trong chưa đầy một thế hệ, người ta đã chứng kiến những thay đổi tàn khốc. Trước đây tất cả chỗ này toàn là hồ. Khi tôi còn trẻ, hồ còn đầy. Chúng tôi thường đánh những mẻ cá lớn mỗi ngày. Nay thì hồ chỉ còn bấy nhiêu. Đôi khi việc nhận ra những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là không đơn giản, nhưng không phải là ở đây. 30 năm trước, khu vực này được bao phủ toàn bộ là nước, bây giờ thì chỉ còn là cát và sỏi. Các nhà khoa học tin rằng chỉ trong một vài thập kỷ tới, hồ Turkana sẽ chỉ còn là một vài vũng nước nhỏ. Các dự án đập thượng nguồn có thể đã đẩy nhanh quá trình này. Tiến sĩ Richard Leakey đã dành cả đời mình để tìm kiếm nguồn gốc của loài người trên lưu vực Turkana. Ông cho biết những dấu vết hóa thạch chứng tỏ nơi đây đã trải qua vài giai đoạn biến đổi khí hậu tự nhiên. Tại vùng hồ Turkana, mưa trở nên khó đoán định hơn, hạn hán trở nên thường xuyên hơn. Những ngư dân như ông Lazaro Maraca vẫn cố tìm một con đường sống. Ông lo lắng cho con cái mình nếu khu hồ này cứ cạn dần như bây giờ. Mảnh đất này đang giúp các nhà khoa học tìm hiểu về quá khứ của con người và cũng cung cấp cho họ một góc nhìn về tương lai. Thật đáng buồn, đó là một tương lai không được mong đợi.